Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để điều tra về tội nhận hối lộ. Thẩm phán Võ Đình Sớm là người được phân công thụ lý xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Đình Sớm đòi đương sự đưa 500 triệu đồng để giải quyết thắng kiện. Việc này đã bị đương sự tố giác. Ngày 4 tháng 8, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khám xét phòng làm việc của ông Võ Đình Sớm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, thu giữ 500 triệu đồng. Đây là số tiền đương sự đã đưa cho ông Sớm theo thỏa thuận.